đi học cô dạy làm sao? Vậy bây giờ mình chờ mấy anh chị kia tới rồi mình đi luôn hay là đang tới hả? Ok. Sao? Nói gì với bà trẻ kìa? Hả? Bà trẻ đâu? Bà trẻ đâu? Mà em lấy rồi, bây giờ mất chân rồi. Hồi xưa học tính ke đó chị. Dạ vâng. Hồi xưa học tính ke. Tức là lúc là